Vâng, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Buzi Auto. Ở đâu xe rẻ, xe tốt, ở đó có Buzi Auto. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu một chiếc xe vừa về cửa hàng chiều hôm qua. Một chiếc xe Ford Escape bản XLS sản xuất năm 2010. Rất là đẹp luôn, form dáng cực kỳ hầm hố, rất thích hợp cho các bác nam thanh niên, nam tính. Đi những chiếc xe này thì quá là đẳng cấp rồi. Vâng, giá của chiếc xe thì vô cùng yêu thương luôn nha các bác nhá. Và thưa quý vị các bạn, là chiếc xe zin một chủ từ đầu luôn. Biển Hải Phòng 16L6440. Một chiếc xe đăng ký 5 chỗ ngồi, rộng rãi, tiện lợi, thoải mái, là một mẫu cũng SUV gầm cao, khá là thoáng đãng. Sơn si nội thất ngoại thất thì cực kỳ được giữ gìn, máy móc thì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, lốp lắp dày dặn. Và thưa quý vị các bạn, là em đi quanh hai vòng cho quý vị các bạn để cùng đánh giá chiếc xe này cho quý vị các bạn cùng xem. Với cái giá vô cùng đẹp thì đây là một chiếc xe tốt, mà chiếc xe thì mới lăn bánh được có 17 vạn thôi. Vâng, 17 vạn zin luôn nha quý vị nhá. Bản SLX và XLS. Thưa quý vị các bạn, chiếc xe này thì được bảo dưỡng bảo trì định kỳ thường xuyên luôn, nên là rất là yên tâm về chất của xe. Đấy, form dáng nội thất sơn si các thứ của xe thì vẫn còn rất là nét, đẹp. Đấy, đặc biệt là gầm của chiếc xe khá là cao. Con này thì bản một cầu, máy xăng, rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy 2.3. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 10 lít trên 100 cây, cũng là một mức tiêu thụ cũng bình thường thôi. Nghĩa là nếu với mức độ bình thường như bây giờ thì mất tầm khoảng 130 đến 140 trên 100 cây, cũng là một mức tiêu thụ cũng khá là bình ok. Vâng, được cái là form dáng của chiếc xe thì rất là đẹp và nó nam tính. Con này thì bản không có cửa nóc, có giá nóc nha các bác nhá. Đấy, có giá nóc này. Sơn si rất là đều luôn, tôn vỏ nét. Và cam kết cho các bác là không đâm đụng, không ngập nước. Vâng, Hải Phòng là không lòng vòng. Một chiếc xe biển 16L6440 mới được về cửa hàng. Những ai mà nhanh tay alo ngay cho em thì để sở hữu chiếc xe này. Đây, đèn này sử dụng công nghệ đèn bóng tóc cực kỳ đẹp luôn. Bóng thì sẽ rất là sáng. Đây các bác nhìn nhá, bóng rất là sáng luôn. Riêng con này trong đêm nhìn không bao giờ phải suy nghĩ. Đấy, đèn hậu cũng như đèn tạ bên phụ cũng như bên tài. Đấy, rất là đều và đẹp. Bầu bên này thì nó hơi ố vàng một chút. Đấy, thế còn logo Ford thì nổi bật. Riêng cái này thì cam kết cho các bác là không đâm đụng tai nạn nặng nhá các bác nhá. Các bác yên tâm. Vâng, còn đây cản dưới là các bác nhìn, nhẹp đẹp căng luôn này. Cản dưới rất là đẹp luôn, đều luôn. Sơn si cản dưới nét đều, căng, tròn. Đấy, không có vết chảy xước nào nhá các bác nhá. Đồng sơn rất là tốt luôn. Đấy, thế còn lốp láp thì dày dặn. Con này thì sử dụng 4 quả lốp Goodyear. Lốp xem nào. Lốp 2014. Đấy quý vị các bạn ạ, đi cực ít luôn, 17 vạn bây giờ mới là lốp 2014. Được 6 năm, thế nhưng mà lốp láp thì vẫn còn ngon. Đấy, cua lốp thì sạch sẽ này. Đấy các bác nhìn này, cua lốp này sạch sẽ luôn. Đương nhiên là không tránh khỏi những cái khiếm khuyết nhỏ, nhưng mà đây là một chiếc xe rất là chất luôn nha các bác nhá. Vâng, rất là chất luôn, máy số nổ êm thì thầm luôn. Đây, hạn đăng kiểm mới đến tận tháng 2 năm 2021 và dòng này thì vẫn còn đăng kiểm 1 năm nha các bác nhá. Đấy, rất là yên tâm. Xi nhan kết hợp trên tay gương và gương kính cụp xè này các bác này. Đấy, gương kính điều chỉnh điện luôn, hoạt động hoàn toàn bình thường. Kính zin này. Đấy, cửa nẻo thì chắc chắn, đóng mở thì êm chắc luôn. Đấy, riêng về việc tappy của xe thì cực kỳ là nổi bật. Và đặc biệt là con này thì sử dụng âm thanh của Mỹ, loa Mỹ. Thế nên là về chất của xe thì cực kỳ, âm thanh thì cực kỳ đầm ấm trầm luôn. Đấy, keo chỉ này không mất một phân ly nào nhá. Keo chỉ rất là rõ nét, rõ ràng luôn. Đấy, tầm sáng này quay phim em rất là thích, vì là cái mật độ sáng rồi mức độ nó rất là tốt luôn. Đấy, các bạn nhìn bản lề này. Đấy, rất là đều. Các cái phần ốc của xe thì chưa có dấu hiệu tháo mở động chạm cờ lê tô vít luôn. Đấy, nội thất bên trong xe thì sử dụng nội thất ghế da màu be kết hợp với các phần nhựa màu đen. Màu của ghế da thì cũng khá là nét, sắc sảo đấy. Và ghế da vẫn còn tương đối khá là mới, sờ thì rất là chắc chắn. Nội thất tablo thì các bác nhìn, tablo thì tương đối khá là sạch sẽ này. Đấy, con này thì đã có độ màn hình rồi. Đấy, cũng rất là tiện lợi, điều hòa phân rõ luôn, một vùng khá là mát, mắt lạnh sâu luôn. Đấy, tapi này sạch sẽ này. Đấy các bác nhìn nhá, tapi rất là sạch sẽ luôn.
Kiểm tra kính điện. Ai à, em quên tắt chìa khóa điện. Đây để em bật chìa khóa điện lên cho các bác xem. Đấy, keo chỉ này, không mất một phân ly nào luôn nhá. Về chất của xe thì không cần phải bàn cãi. Đấy, bật khóa điện lên cái là nó ngon ngay. Cửa nèo thì chắc chắn, và con này được chủ cũ giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường nha các bác nhá. Đấy, điện đóm đầy đủ, chả thiếu cái gì cả. Bản lề, bản liếc các thứ là nét căng. Đấy, về chất của xe thì không cần phải nghĩ ngợi. Đấy, hộc đồ này. Đấy. Đấy, không gian rất là rộng rãi luôn. Trần nỉ của chiếc xe thì cực kỳ sạch sẽ, trần nỉ rất là sạch. Đấy, con này thì có cái túi khí cho cả người lái, người ngồi bên cạnh nhá. Trần, túi khí trần luôn. Đây các bác nhìn này, sơn xi rất đồng đều. Lốp Goodyear, lốp lắp dày dặn, sạch sẽ. Lốp 25, 70, vành 16, vành la răng 10 chấu. Và thưa quý vị các bạn, là con xe này thì phanh đĩa trên cả 4 bánh luôn. Phanh 4 bánh rất là an toàn. Đấy, phanh đĩa rất là ăn. Và được cái độ bền chắc của nó, thương hiệu Mỹ thì thôi rồi. Đấy, thế còn sơn xi tôn vỏ thì rất là đều. Cam kết cho các bác là không phải nghĩ ngợi luôn. Cái này thì em xì tút lại để cho nó đảm bảo cho các bác luôn. Về chất xe, đấy, đèn đóm thì sạch sẽ, sáng láng. Logo X-Cap nổi bật này. Và camera lùi đây các bác nhá. Camera lùi để rất là an toàn. Gầm bệ thì cao ráo, khô thoáng. Đấy, các bác nhìn này. Gầm bệ này. Đấy, gầm. Đấy. Rất là nét và đều, không có dầu mỡ mủng gì nhá các bác nhá. Đấy, xe tương đối khá là chất. Vâng, và cái dòng này thì mở kính này. Đấy, em mở kính nha. Đấy các bác nhìn này. Đó, rất là đều luôn. Các cái này cũng chưa có dấu hiệu gì tháo mở cả. Đấy, đều đẹp. Đấy, không gian bên trong để đồ rất là rộng rãi. Một dòng xe gầm cao, rộng rãi, tiện lợi, khỏe khoắn, bền bỉ. Đấy, các cái phần sơn đằng sau. Con này thì cũng có đạt được đồng sơn rồi nhé các bác nhá. Sơn xi lại cho nó xi tút lại thôi, theo năm tháng thôi. Đấy, ốc ác này. Đấy, các bác nhìn là ốc thì chưa động chạm Clatovit luôn. Đấy, các cái đinh hàn còn nguyên. Nói chung về chất xe thì cũng tương đối khá là nét. Keo chỉ đẹp. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, tương đối khá là đều luôn. Đấy, về chất xe thì tương đối được. Còn về giá tiền thì chiếc xe này giá nó chỉ có 305 triệu đồng thôi. Vâng, rất là rẻ. So với cùng đời thì khó có con nào ăn được con này. Vâng, kể cả là các bác đang đi thì phải nói là chủ cũ giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Này, lốp này. Các bác nhìn quả lốp sơ cua của nó là lốp béo nhá, mà zin đét đẹp luôn, chưa thèm hạ luôn, vẫn còn nguyên cái đai đỏ. Đai đỏ của lốp 2010 và bây giờ vẫn còn nguyên, lốp sơ cua chưa thèm hạ. Đấy, đồ nghề đầy đủ đây các bác nhá, kích các thứ đầy đủ luôn. Đấy, sàn thì cực kỳ khô luôn, sạch nha. Đấy, sàn rất là đẹp luôn. Một chiếc xe mà nói chung là rất là nam tính, khỏe khoắn. Và độ chất của xe thì không cần gì ngại. Không gian chở đồ đằng sau cũng tương đối khá là rộng rãi nhá. Các bác nào hay chở đồ đi công trình hay là gì thì đây cũng là một lựa chọn khá là tốt quý vị các bạn. Đấy, cửa nẻo đóng chắc chắn. Zin một chủ luôn đấy các bác nhá. Đấy, cái hay của nó là zin một chủ luôn. Lốp bên này cũng khá là dày dặn, vành la răng đẹp, phanh đĩa nét căng. Đấy, cua lốp này sạch sẽ này. Đấy, lốp láp thì dày. Lốp toàn 2014 rồi. Phải nói là lốp quá là lâu rồi. Thế nhưng mà được cái là bác chủ cũ bác ấy đi cũng khá là cẩn thận. Đấy, 2014 phát thay lốp xong cái là đi đến bây giờ luôn. Đó, hàng hiếm luôn. Đấy. Đấy, các cái phần keo chỉ thì các bác có thể nhìn là đánh giá keo chỉ rất là tốt. Đấy, nội thất ghế da ngồi bên sau rộng rãi, không gian ngồi sau cũng tương đối khá là rộng. Và cái dòng xe này thì nó chắc chắn, đầm, đi thì thoải mái. Đấy, và phần tapi trên cánh trên này các bác nhìn này, rất là đều, keo chỉ không mất một phân ly nào, keo chỉ đẹp luôn. Đấy, cam kết cho các bác là không đâm đụng tai nạn nặng luôn. Thế còn kính điện điều chỉnh bằng một nút bấm thôi. Đấy, hoạt động hoàn toàn ok cho các bác nhé. Lên xuống bình thường. Đấy, cổng điều khiển kính 4 cổng một chạm của xe hoạt động hoàn toàn ok luôn. Đấy,
khóa chốt điện đây, ghế chỉnh cơ thôi, cái ghế lái thì chỉnh cơ này, chưa động chạm cờ lê tô vít này các bác này, đấy, hàng đẹp luôn. Và gương kính điều chỉnh điện thì ở đây nhá, gương chiếu hậu điều chỉnh điện thì ở đây, ta vặn nút sang đây cái điều chỉnh điện này các bác này. Nói chung là hoạt động tất cả các chức năng đều ok. Thế còn con này thì đã được độ cái màn hình Android rồi, cũng khá là tiện. Khi mà cài số lùi thì nó cũng báo luôn lùi cho xe. Đấy, rất là an toàn và yên tâm. Thế còn điều hòa chỉnh cơ, vùng điều hòa này khá là đẹp luôn, sạch sẽ, nét lừ. Thế còn trên này thì các bác có thể nhìn là màn hình DVD giải trí, màn hình này giải trí, loa đài nhạc nhẽo đầy đủ nhá. Rất nhiều chức năng luôn, một cái màn hình Android rất là tiện lợi, nhiều chức năng. Đấy. Khá là tiện cho các bác. Thế còn con này thì đi được 17 vạn 3. Đấy, 17 vạn 3 zin luôn đấy các bác nhá. Đấy, xe rất là đẹp. Vô lăng này, các bác nhìn này, vô lăng được bọc chắc chắn, phần da ở trong vô lăng vẫn còn rất là đẹp luôn. Đấy, phần da vô lăng hơi bị sáng quá. Đây các bác nhìn này, da đẹp cơ lư luôn này. Đấy. Thế còn phần vô lăng này, túi khí ở trên bổng vô lăng, và vô lăng thì 4 chấu. Đấy. Ui, còi tương đối khá là to đấy ạ. Vâng, còi kia các thứ là to, táp lô sạch sẽ. Nói chung là cũng thế thôi, đơn giản thôi. Tay nắm cần số thì đẹp. Phải nói tay nắm cần số con này cực mới luôn. Đấy, số má lên xuống nhẹ nhàng. Đấy. Theo đúng đèn đó mới đầy đủ nhá các bác nhá. Tay phanh này. Đấy. Học đồ bệ tì tay, kiêm bệ tì tay cũng khá là chắc chắn. Rồi, bây giờ ta đi kiểm tra đến khoang động cơ đi, khởi động động cơ con xe này, sau đó thì ta cùng kiểm tra. Đấy. Máy số nổ phát êm luôn, mà đảm bảo cho quý vị các bạn máy dù êm thì thầm, máy 2.3 nhưng mà êm thì thầm luôn nhá. Đấy, rất là chuẩn luôn, máy móc thì chạy cực kỳ chất. Đấy, lốp láp dày dặn này. Đấy. Con này thì máy cực chất luôn, sử dụng máy xăng 2.3 thương hiệu Mỹ Ford. Vâng, một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Vâng, và những cái dòng xe bền bỉ khỏe khoắn thì chắc chắc thì đây là một lựa chọn khá là tốt cho quý vị các bạn. Rồi, không nghĩ con máy này sạch sẽ này. Thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc Ford Escape. Con này thì em chưa có rửa dọn một chút nào cả, vẫn còn để nguyên bụi luôn. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn đánh giá về chiếc xe qua cái khoang động cơ này. Con xe được giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Đầu tiên là ta nhìn phần máy. Con xe sử dụng động cơ 2.3, máy số vẫn còn chưa thèm ra. Máy số đẹp luôn nhá, chưa thèm ra ốc luôn. Đấy, máy số zin chưa thèm ra. Đấy là một cái nét của xe. Đấy, rất là chất, máy số cực kỳ ngon, cam kết cho các bác là chưa có hơi thừa. Thế còn máy số này. Tiếp theo là tao nhìn với các cái phần không gian xung quanh này. Các bác nhìn ạ, ốc A từ nó vẫn còn ngon, dấu má đầy đủ luôn, chưa có tháo mở gì cả. Xe được chủ cũ sử dụng rất là cẩn thận luôn. Máy số chạy cực êm, tròn tiếng, không có hiện tượng rung bật bỏ máy. Đấy, máy cực tốt. Đấy. Và các cái phần đầu răng hay là gì thì cam kết cho các bác là không có đâm đụng nhá. Lỗ rất là tròn đều luôn. Ắc quy khỏe, ắc quy Amazon khỏe cực kỳ. Và đây là cụm phanh ABS an toàn của chiếc xe này. Đấy, phanh đĩa 4 bánh, phanh ABS an toàn. Thế còn các cái phần sườn ốp thì các bác nhìn phần sườn ốp giúp Vũ Diêu tô là phần sườn ốp cũng khá là nét đều luôn. Đấy, bầu đèn, tai đèn này. Đấy, các bác nhìn như thế này là có thể đánh giá được về chất xe rồi. Thế còn đâu về tôn vỏ thì không thể tránh khỏi, 5 tháng nó bị bay theo thời gian thì cái này có đồng sơn lại một chút. Thế nhưng mà được cái về chất xe thì các bác không phải nghĩ luôn, chất xe rất là chuẩn. Đấy, đinh hàn đinh tán còn rất là ngon, cabo đẹp. Đấy, đấy các bác nhìn ạ. Vâng, và đặc biệt là tấm thảm nỉ của xe thì vẫn còn nguyên. Con này thì máy chạy cực kỳ êm, khô, máy rất là khô luôn nhé. Đấy, các bác đứng như này nhưng mà gần như là không nghe thấy gì. Xe thì nóng lạnh đầy đủ, chả thiếu cái gì cả. Nói chung là một chiếc xe được chăm chút rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Đấy, gầm này khá là khô xa thoáng luôn. Đấy, gầm mẹ khô thoáng, sạch sẽ, không dầu mỡ. Đấy. Đấy, máy nổ thì thầm luôn quý vị nhá. Máy nổ thì thầm luôn. Đấy, gầm này, cái gì này, gầm cực kỳ đẹp luôn. Đấy, không mù mọt. 2010 được giữ gìn chăm chút rất là cẩn thận, sơn xi vẫn còn rất là đẹp và nét căng luôn. Xe thì không có lỗi lầm gì. Đấy, máy số rất là êm,
chạy nghe nổ thì thầm luôn. Cầm mẹ rất là đẹp. Vâng, thưa quý vị các bạn, vừa rồi thì em Fuji Auto tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng cũng đã giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Ford Escape sản xuất năm 2010. Một chiếc xe zin một chủ từ đầu, biển 16L6440. Chiếc xe thì hạn đăng kiểm đến tháng 2 năm 2021. Là một chiếc xe mà mê lăn bánh được 17 vạn, lốp 2014 vẫn còn zin đến bây giờ. Vâng, với cái giá tiền chỉ có 305 triệu đồng thì đây là một mẫu xe tốt cho quý vị các bạn. Những bác nào nam tính đi những chiếc xe này thì cực kỳ là tốt luôn. Hầm hố, khỏe khoắn, bền bỉ, chất chắc, máy số vẫn còn ngon, chạy cực kỳ êm mượt. Những ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho em Fuji Auto, kẻo mà mất hình. Một chiếc xe thương hiệu Mỹ, cơ bắp đầy đủ, đã được độ thêm màn hình, rồi camera lùi, rất là tiện lợi, khỏe khoắn, bền bỉ, chất chắc. Và với cái giá tiền như vậy, chỉ ngang bằng một mẫu Morning thì đây là một chiếc xe rất là tốt cho quý vị các bạn. Vâng, em Fuji Auto xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh giúp Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nhớ đừng quên số điện thoại của Fuji Auto 0869 158 926. Cửa hàng em tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn.